Nỗi tùy hổ sau tấm áo blue trắng Làm bác sĩ nhưng lương không đủ nuôi bà mẹ Học tốn tiền tỷ ra trường lãnh lương vài triệu đồng trên một tháng Tháng trước em trai cưới vợ Bố mẹ gọi điện vay 20 triệu để làm tiền dẫn cưới Tôi phải cắn răng đi vay bạn bè để hỗ trợ gia đình Một bác sĩ chia sẻ 7 giờ sáng chị Nguyễn Thu P 31 tuổi Là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội Quể oải trở về nhà trọ sau ca trực đêm qua là bác sĩ nội khoa, làm việc tại khoa hồi sức tích cực, mỗi tuần chị phải trực từ 2 đến 3 cả đêm. Chị về viện công tác từ khi mới ra trường, đến nay được 5 năm, tiền trực đêm dao động từ 100 đến 150 000 đồng trên một ca. Thêm một số khoản phụ cấp, trung bình tổng cộng thu nhập mỗi tháng của nữ bác sĩ gốc Hà Nam vào khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng. Chị từng nhẩm tính, 6 năm học trường y cộng với gần 2 năm đào tạo chứng chỉ hành nghề, tiêu tốn khoảng 600 đến 700 triệu đồng, đã bao gồm chi phí ăn ở do ba mẹ cung cấp. Với mức lương hiện tại, có lẽ chị phải đi làm liên tục trong vòng chục năm, không ăn không tiêu mới đủ hòa vốn bố mẹ đầu tư cho đi học. Gần đây, dù nói tăng phụ cấp từ 40 lên 100%, nhưng tiền tổng thu nhập của chị cũng chẳng thấm vào đâu so với khối lượng công việc, thời gian, tiền bạc mà chị P đầu tư vào nghề để đủ chi phí sinh hoạt, học nâng cao tay nghề, nữ bác sĩ này phải tận dụng thời gian ngoài giờ hành chính để làm thêm ở công ty chuyên về xe cấp cứu. Tháng trước, em trai cưới vợ, bố mẹ gọi điện vay 20 triệu để làm tiền dẫn cưới, tôi phải cắn răng đi vay bạn bè để hỗ trợ gia đình. Trong tài khoản lúc đó chỉ còn gần 10 triệu đồng, tôi tự thấy tủi, làm bác sĩ mà lương không đủ để lo cho gia đình. Nữ bác sĩ ngậm ngùi, mỗi lần như vậy chị thấy bản thân mình bất lực và suy nghĩ nhảy việc lại trỗi dậy trong đầu ngoài câu chuyện lương thấp anh đỗ thiệu quy bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương ở hà nội chia sẻ bản thân phải đối mặt với rất nhiều áp lực và trách nhiệm trong đó áp lực lớn nhất đến từ chuyên môn đồng nghiệp và cả bệnh viện anh còn nhớ như in ca trực đêm đầu tiên khi còn là sinh viên tại khoa nội tổng hợp khi ấy cả nhóm người chia ra mỗi người trực một khung giờ ở phòng cấp cứu, bệnh nhân rất đông, đến giờ đi lấy mẫu cho bệnh nhân, anh hồi hộp nên lỡ làm một bệnh nhân gặp vấn đề. Lúc đó, anh bị người bệnh phản ứng rất nhiều, anh vừa sợ vừa không biết phải làm sao vì chỉ có một mình ở đó, không ai giúp. 2 giờ sáng, tôi chui vào phòng tắm, gọi điện về cho mẹ để khóc. Quý nói, những tưởng sẽ bỏ nghề, nhưng rồi công việc mỗi ngày đã níu chân anh trụ lại với chiếc áo blue trắng. Nhiều lúc anh cũng suy nghĩ khi bạn bè cùng lứa học chỉ 3 đến 4 năm là ra trường đi làm, thời gian học của họ chỉ bằng một nửa mà lương lại cao hơn gấp 2, ba lần. Một công việc áp lực phải đầu tư tiền bạc, thời gian, công sức quá nhiều, thiết nghĩ phải có một mức lương xứng đáng hơn. Vì yêu nghề nên anh không cảm thấy hối hận khi theo đuổi, nhưng trong thâm tâm bác sĩ luôn cảm thấy có lỗi với gia đình vì đồng lương không đủ phụ giúp bà mẹ, không xứng đáng với những gì mà bố mẹ đã bỏ ra để lo trải ngăn học. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy trong 2 năm gần đây, cả nước có 9.680 nhân viên y tế tại các sở y tế công lập xin thôi việc, bỏ việc, trong đó có 8.810 nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở. Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hưng Yên hồi giữa năm nay, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chỉ ra ba nguyên nhân dẫn đến làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang tư. Thứ nhất, do áp lực công việc cao, cường độ làm việc của nhân viên y tế rất lớn khi hầu như không có ngày nghỉ, làm việc với cường độ cao trong thời gian kéo dài, đặc biệt là đối với nhân viên y tế ở những địa phương có dân số lớn như thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Thứ hai, tiền lương và chế độ phụ cấp thấp, nhất là tại các cơ sở y tế dự phòng và y tế cơ sở. Theo quy định, bác sĩ sau khi học 6 năm và 18 tháng thực hành lấy chứng chỉ hành nghề sẽ được hưởng lương 2,34 x 1 triệu 490 nghìn đồng. Tính theo phụ cấp ưu đãi nghề 40% thì mức thu nhập 4 triệu 881 nghìn 240 đồng chưa trừ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Lương này chỉ đảm bảo một phần nhu cầu của cuộc sống, vì vậy rất khó giữ chân cán bộ, viên chức y tế làm việc trong cơ sở y tế công lập. Trong khi mức thu nhập tại các cơ sở y tế ngoài công lập cao hơn gấp 3-4 lần, thậm chí có nơi cao gấp 5-6 lần thu nhập của nhân viên y tế tại cơ sở y tế công lập bộ trưởng lan nói thứ ba môi trường và điều kiện làm việc thiếu thốn cả về cơ sở và vật chất thiết bị thuốc máy móc nhưng nhiều áp lực nhiều cơ sở y tế thiếu máy móc trang thiết bị y tế do ảnh hưởng của các vụ việc vi phạm quy định trong đấu thầu mua sắm thuốc vật tư trang thiết bị y tế thời gian qua công tác đấu thầu thuốc và vật tư y tế bị tạm dừng nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập thiếu điều kiện thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh trong khi đó hệ thống bệnh viện tư nhân phòng khám đa khoa tư nhân tại các địa phương ngày càng phát triển môi trường làm việc thuận lợi hiện đại thân thiện có nhu cầu tuyển bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, nhất là các nhân viên y tế có trình độ cao, chuyên môn sâu và những viên chức y tế đã có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Xử lý 54 cán bộ không trung thực trong kê khai tài sản. Thưa quý vị, trong năm 2023 đã có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Vừa qua tại nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Theo báo cáo của Chính phủ năm 2023 có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng tăng 105,2% so với năm 2022. Tiếp đó có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. 28 người bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 3 khiển trách, 12 cảnh cáo, 13 cách chức. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã có tác dụng răn đe, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách, chính phủ đánh giá vẫn theo báo cáo đã có 60.458 người kê khai tài sản thu nhập lần đầu, 545.535 người đã kê khai tài sản thu nhập hàng năm, 44.015 người đã kê khai tài sản thu nhập bổ sung, 161.928 người kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ, 655.299 người đã được công khai bản kê khai tài sản thu nhập có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, kỷ luật bằng hình thức cách chức. Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, theo báo cáo, các cơ quan điều tra của Công an đã thụ lý điều tra 967 vụ án, 2.552 bị can phạm tội về tham nhũng. Tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ án đang thụ lý điều tra trên 1.738 tỷ đồng và 70.950,9 mét vuông đất, thu hồi trên 1.237 tỷ đồng và 28.822,6 mét vuông đất. đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 377 vụ án, 997 bị can. Về công tác thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng, tổng số phải thi hành có 4.540 việc, trong đó số có điều kiện thi hành 3.258 việc trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 1.703 việc. Về tiền, tổng số phải thi hành có 96.961 tỷ 426 triệu .360 360.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành 56.688 tỷ 473 triệu 947.000 đồng. Trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 19.818 tỷ 424 triệu 117.000 đồng. Đánh giá chung, chính phủ cho rằng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022. Tuy nhiên, theo đánh giá của chính phủ, công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác thu hồi tài sản tuy tăng mạnh so với những năm trước, nhưng giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn động lớn, Công tác giám định, định giá tài sản trong một số vụ việc vẫn còn khó khăn vướng mắc, ngoài ra vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo quản lý thiếu tu dưỡng rèn luyện hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Động thái lạ của ca sĩ Khánh Phương trong bối cảnh vợ bị tạm giữ hình sự thưa quý vị và các bạn mới đây nhất bà Vũ Thị Thúy vợ ca sĩ Khánh Phương vừa bị công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà đầu tư vợ ca sĩ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy giữ vị trí tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam bất động sản Nhật Nam bà Thúy bị tạm giữ hình sự để điều tra theo khoản 4 điều 174 bộ luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cuối tháng 6 năm 2023, Khánh Phương gây chú ý vì bị phạt 245 triệu đồng khi mua chui cổ phiếu. Nam ca sĩ thừa nhận sự việc là đúng, tuy nhiên anh không cố tình gian lận, nhận lỗi sai về việc chậm trễ trong việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SGC. Khánh Phương và gia đình hiện đang sinh sống trong căn biệt thự rộng hơn 400m2, biệt thự tọa lạc ở mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Biệt thự gồm một trệt 6 tầng lầu. Nam ca sĩ và gia đình dùng để ở và một phần kinh doanh khách sạn. Từ nhiều năm trước, căn nhà của gia đình nam ca sĩ được định giá khoảng 200 tỷ đồng. Khánh Phương sinh năm 1981 là ca sĩ thành viên cũng chính là người lập ra nhóm nhạc MP5 cùng với Trương Thế Vinh, Trần Tuyền, Phương Tài. Khánh Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Khánh Phương từng theo học Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhóm nhạc tan rã, anh hoạt động solo và tạo nên tên tuổi với những bản hit đình đám như trước khăn gió ấm, mưa thủy tình, lạc yêu. Ở thập niên 2000, Khánh Phương là một trong những ca sĩ được săn đón ở showbiz Việt. Sau này, khi đi qua thời đỉnh cao, Khánh Phương trợt bật quay lại showbiz. Từ năm 2019 tới nay, Khánh Phương hoạt động giải trí cầm trường bên cạnh công việc kinh doanh. Anh xuất hiện tại nhiều sân khấu âm nhạc nhỏ, chủ yếu để giao lưu với khán giả.